Hai đứa chúng mày đi săn bót đi. Bỏ tao lấy bảo kê, tao lo tất, không đưa ra cướp đồ của chúng mình cả. Chúng tôi lấy đi cả. Nhiều đồ ấy. Nhiều đồ ấy. Đại ca. Đồ rồi. Trong lúc mấy cưng ấy còn đang bận săn bót thì ta đã lấy hết đồ hoàng kim của mấy cưng rồi. Mấy cưng có giỏi ấy, đại ca lại ta đi. Cướp tiêu liên server, người chơi có thể đi cướp ESP lên cấp, dương trang bị hay vàng của người khác. Còn đợi gì mà không gọi ngay anh em giang hồ chim mộng bảo kê đi cướp đồ ngay thôi. Giang hồ chim mộng, kiệt tác kiếm hiệp Kim Dung.